Thả tốt, mau giao đồ lông đau ra đây. Cái bạn ta sẽ tha cho ngươi con đường sống. Thì ra là người của cái bạn, không một chút cũng muốn cướp đồ lông đau. Cái bạn nên đảo linh xà, cũng không chào hỏi đảo chủ này và làm phiền khách quý của ta nữa. Xem ra không có lễ phép cho lắm. Các người tiếp tục đánh đi, ta không xen vào đâu. Đường đường là Kim Mao Sư Dương, cần gì phải giúp đỡ, phải không Tạ Tam Ca? Nè, tưởng tượng nước. Mấy người làm sao cởi trói được? Thực tế bọn ta không rút đâu, chỉ có vài sợi dây, làm sao trói được Trương đại giáo chủ chứ? Hả? Quynh lại gạt muội nữa. Trương công tử luôn thích gạt những cô gái trẻ, lẽ ra cô phải biết chứ. Thì tôi và Triệu cô nương không sao, nhưng Chu cô nương và Tiểu Chiêu đã bị trúng độc thật. Cô mau lấy thuốc giải ra cứu họ đi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tăng ân ngư tôi không có thuốc giải mà. Xem ra tôi không rạch dài đường trên mặt của cô cũng không chịu nói. Nè, cẩn thận đó. Sao hả? Là dữ vậy? Tôi chỉ hù cổ thôi mà. Đao kiếm vô tình, lỡ cô sơ ý, không chừng đã trúng thật thì sao? À, xem chút tôi quên mất, cô là thê tử sắp cưới của huynh phải không? Hèn chi huynh lo như vậy. Vậy thôi được, tôi không cần biết gì hết, mặc cho hai người tình của huynh bị trúng độc mà chết. Trời cô nương à, mai mốt tôi mới nói rõ mọi chuyện cho cô biết. Tóm lại bây giờ cô đừng làm càn. Dù sao Thụ Nhi cô nương cũng là em họ của Du Kỳ ca ca, dù tụi tôi không lấy được thuốc giải cũng không nên làm hại cô. Chú cô nương quả nhiên có tấm lòng rộng lượng, hèn chi Trương đại giáo chủ của chúng ta có tình cảm với cô. Tóm lại chú cô nương đứng ở hàng thứ nhất, còn Triệu Mẫn này thì làm kẻ xấu xa. Nếu vũ kia nè, tình thế nguy hiểm lắm. Nếu tình đình huynh chạy tới đó chỉ làm cho ông bị phân tâm. Phải đó Du Kỳ ca ca, coi bộ nghĩa phụ của huynh đã chiếm thế thượng phong, hay là mình chờ coi thế nào rồi mới tính. Bị ổi lắm, huynh đừng sợ, có bà lão đó ở đây. Đường đường là trưởng lão cai bang, cũng ăn hiếp người đi mù mắt, thủ đoạn bị ổi như vậy, hổ danh là thiên hạ đệ nhất bang. Nhờ Trương giáo chủ ra tay. Đồ lông đao đã ở đây, có bản lãnh thì tới lấy đi. Tại đại hiệp võ công cái thế, bái phục bái phục. Nhưng phong trưởng lão của tôi đã bị thương nặng, cuối mong đại hiệp mở lượng hải hà, tha cho ổng đi đi. Tên ngươi là gì? Tại hạ là trưởng lão bát đại cái bang Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng, ngươi làm sao biết tại đại hiệp ở đây? Chỉ bà cho hỏi, mà làm sao biết tông tích của Kim Mao Sư Dương? Là tên dễ bức ở Hồng Mai Sơn Trang, ngươi cũng tới đó gặng hỏi hắn hả? Tuy hắn có nói đảo băng quả, nhưng thực tế chúng tôi không biết đảo băng quả đó đang ở đâu. Tuy các ngươi không biết đảo băng quả ở đâu, nhưng mà người biết ta có đến Hồng Mai Sơn Trang nên người mới tìm tới đảo Linh Xà, có phải không? Bà quả nhiên thần thông quảng đại, có thể mời Tạ Tốn, Tạ đại hiệp tới đảo Linh Xà. Cũng may trời cao có mắt, ta về đây kịp thời. Tại hạ đồng ý lấy một mạng đền một mạng, xin bà bu tha người anh em của tôi. Trần Hữu Lượng, ta mổ kính trọng ngươi là một kẻ hảo hán, hôm nay không giết ngươi, đưa anh em ngươi đi đi. Ta tạ ơn tha mạng của đại hiệp, nhưng bao nhiêu anh em cái bang bỏ mạng trong tay của ông. Tại hạ tập luyện 10 năm có thành tích, giá nào cũng phải về đây tìm ông trả mối thù này. Thôi, càng đảm lắm, ta mổ sẽ sống thêm 10 năm nữa để ngồi chờ ngươi. Xin cáo từ tại đại hiệp.
cái bang xâm nhập quý đảo, cúi mong tha tội. Tên giang đồ này quả nhiên cơ trí khôn lanh, giỏi dùng thâm kế. Tôi nghĩ từ nay trông thấy hắn phải hết sức cẩn thận. Cao nhân phương nào ra tay giúp đỡ, xin được diễn kiến. Công tử, nghĩa phụ của huynh lợi hại thật. Lúc nãy sức lực của các hạ rất mạnh, thế gian hiếm thấy. Ta tốn cách biệt giang hồ 20 năm, trong võ lâm quả nhiên xuất hiện nhân tài. Cho hỏi cao danh quý tánh của các hạ. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, hài nhi bất hiếu, không thể đến sớm đón người, làm cho nghĩa phụ xém chút bị ác tặc cái bang hãm hại. Người gọi ta là gì? Nghĩa phụ, cô là hài nhi vô kỷ của người nè. Người nói lại lần nữa. Ngũ hành chi khí đều âm dương, tổn tâm thương phế suy can trường, tan ly thanh thức dị phản phức, tâm chiêu tề dực hồn phách phi dương. Nghĩa phụ, khẩu quyết tất thương quyền người dạy cho cô suốt đời vô kỷ cũng không quên được. Cô đúng là hài nhi vô kỷ của ta. Hài nhi. Nghĩa phụ, người nhớ không, năm 6 tuổi ở đảo Băng Quả, cũng tại vô kỵ tinh nghịch gặp trận lở tuyết, báo hài nghĩa phụ bị chôn vùi ở trong tuyết. Ta nhớ, ta nhớ. Hài nhi. Nghĩa phụ,